Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Hôm qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, lực lượng vũ trang quân khu 7 và thành phố Biên Hòa đã dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lực lượng vũ trang quân khu 7, các sở ngành thành phố Biên Hòa. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa và lực lượng vũ trang quân khu 7 đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng thời cùng ôn lại chiến thắng vĩ đại trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang quân khu 7 và thành phố Biên Hòa đã dâng hoa và thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công và hơn 1.500 phần mộ liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.